Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, lọ hoa trên bàn thờ là một trong những vật phẩm thờ cúng không thể thiếu, thường để dâng hoa lên tổ tiên, thần Phật, mang lại cái sự trang nghiêm cho bàn thờ. Chính vì điều đó, có nhiều gia chủ băn khoăn không biết lọ hoa trên bàn thờ nên đặt ở bên nào cho đúng, bên trái hay bên phải, để mang lại cái sự bình an, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái nguyên tắc sắp xếp lọ hoa trên bàn thờ, đặt bên nào cho đúng để mang lại cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng tổ tiên ấy là cái truyền thống tốt đẹp của người Việt, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Với ý nghĩa linh thiêng, những cái nguyên tắc về thờ cúng trên bàn thờ gia tiên là cái điều mà ai cũng nên nắm chắc. Thực tế có rất nhiều cái nguyên tắc cần phải nhớ trên cái bàn thờ cúng, nhưng mà không phải ai cũng đều nắm rõ. Một trong số đó là cái việc lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào cho đúng, bên trái hay là bên phải. Một, tại sao phải đặt lọ hoa lên bàn thờ? Thưa quý vị, bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng, là nơi kết nối giữa ông bà tổ tiên, nơi cõi linh thiêng với con cháu ở tại nơi dương thế. Vì vậy mà không chỉ việc chuẩn bị cái đồ lễ, đồ cúng, mà cách bày trí, bố trí các vật phẩm trên bàn thờ cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận, đến cái may mắn của gia chủ. Mỗi món đồ thờ cúng khi mà đặt lên bàn thờ ấy, thì đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng và có một số quy tắc sắp xếp nhất định trên bàn thờ. Vì vậy, nó đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu kỹ càng trước khi mà tiến hành sắp xếp đồ thờ cúng. Bình hoa trên bàn thờ cũng đóng một vai trò là một trong vật phẩm thờ cúng không thể thiếu, giúp gia chủ gì hội tụ và lưu giữ những cái linh khí, những cái sinh khí tốt đẹp của trời đất. Vì vậy, khi đặt hoa lên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, quý gia chủ cũng cần phải lưu ý bài trí làm sao cho đúng với phong tục, với phong thủy và hợp và đẹp mắt. Lọ hoa trên bàn thờ hay còn được gọi là lọ lọc bình nhưng mang kích thước nhỏ hơn. Việc đặt lọ lọc bình ở hai bên bàn thờ sẽ tạo ra sự uy nghiêm và trang trọng cho cái không gian thờ cúng trong gia đình. Lọ hoa dùng để dâng hoa lên tổ tiên, tạo ra sự thanh mát và thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, với thần Phật, với ý nghĩa dâng lên những cái điều tốt nhất, đẹp nhất cho ông bà, cho tổ tiên. Bên cạnh đó, cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời mà còn giúp cho gì không gian thờ cúng trở nên sạch sẽ và gì và tôn nghiêm uy quyền hơn. Do đó, phong tục đặt lọ hoa trên bàn thờ sẽ đem lại cho gia chủ những cái điều may mắn, phước lành và thịnh vượng cũng như là tài lộc trong cuộc sống. Hơn nữa, hương thơm của hoa tươi cũng sẽ giúp mang tới những cái mùi hương dễ chịu, tươi mới và tràn đầy cái sức sống cho cái không gian thờ cúng. Vì vậy, mỗi khi mà đến các ngày lễ như là rằm mùng 1 hay là ngày lễ Tết hoặc là trên bàn thờ cúng hàng ngày ấy, thì cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ là cái việc làm không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tùy theo mỗi gia đình thì gia chủ có thể lựa chọn các hoa tươi cắm vào các bình khác nhau, sao cho gì hoa được tươi lâu và đẹp. Hai, lọ hoa trên bàn thờ đặt thế nào mới đúng? Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào là đúng là câu hỏi cực kỳ mà được đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo cái số lượng lọ hoa mà việc đặt lọ hoa trên bàn thờ thì sẽ có cách đặt khác nhau cho phù hợp. Theo các chuyên gia về thờ cúng tâm linh ngày xưa thì ông bà ta thường truyền dạy rằng lọ hoa thì ở bên phải của bàn thờ, tuân theo cái nguyên tắc không thể lộn xộn được. Nếu bàn thờ chỉ có một lọ hoa thì cần tuân theo nguyên tắc đông bình tây quả, tức là gì, bình hoa đặt ở phía đông và hoa quả thì đặt ở phía tây. Đây là cái nguyên tắc bài trí hoa quả lọ hoa trên bàn thờ từ xưa mà ông bà ta đã truyền dạy về cái phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên cho phù hợp với ngõ hầu con cháu sau này, làm điểm tựa để hồi cổ ông bà tổ tiên. Nguyên tắc này bắt nguồn từ cái quy luật tự nhiên, mặt trời mọc ở đằng đông và gì lặn ở đằng tây, cây cối thì phải đơm hoa, đơm chồi nảy lộc. Chính vì vậy mà khi bày trí cái đồ thờ cúng ấy, thì lọ hoa phải đặt ở hướng đông, còn mâm ngũ quả thì đặt ở hướng tây. Như vậy mới đúng theo nguyên tắc và đúng theo cái quy luật của đất trời. Cách xác định trái phải trên bàn thờ theo hướng đông tây như sau: từ trong bàn thờ nhìn ra, tức là bên phải ấy, là phía ông bà, là phía đông. Vậy đối xứng với bên tả là bên hữu, tức là gì? Tức là phía tây. Đấy. Đây là quan niệm từ xưa đến nay. Nếu bàn thờ gia tiên được bài trí ở các hướng nhà cửa chính là nam, bắc, thì tay trái bàn thờ là hướng đông, tay phải là hướng tây. Như vậy, bài trí lọ hoa bên trái để gì khi có gió đông nam ấy, thổi nó thổi vào, thì hương hoa sẽ tỏa ra không gian khắp bàn thờ. Và đĩa hoa quả đặt bên tay phải là hướng tây ấy, vừa để tiện cho việc để trưng bày hoa quả, vừa để tiện cho ông bà dùng. Cái hướng đông đặt lọ hoa nó tượng trưng cho cái mùa xuân, cho sự đâm chồi nảy lộc. Hướng tây thì tượng trưng cho mùa thu, thu liễm, nơi kết trái, mong muốn gia đình có thêm tài lộc, con cháu được thịnh vượng và thành đạt,
sung túc hơn. Thứ hai là song bình, tức là hai lọ hoa. Nếu bàn thờ gia tiên mà có hai lọ hoa thì gia chủ nên sắp xếp ở hai bên đối xứng với nhau và đặt mâm hoa quả ở giữa bát hương. Như vậy cũng không làm mất đi cái ý nghĩa tâm linh mà còn tạo thêm cái sự cân đối và thanh mát cho bàn thờ. Tùy theo kích cỡ của bàn thờ và tùy từng nhà, tùy cái phong tục tập quán và cũng tùy cái công việc tâm linh mà gia chủ có bày lọ hoa to, nhỏ, nhiều, ít. Quan trọng là đúng với cái phong tục và gì bài trí hợp lý, bắt mắt. 3. Bố trí lọ hoa trên bàn thờ gia tiên đúng nhất. Cái bộ đồ thờ cúng của chúng ta gồm có bát hương, mâm bồng, lọ hoa, bộ ngũ sợ như đỉnh đồng, hạc hoặc hai chân nến. Đấy. Hoặc là bộ tam sự như là ngai, chén, hoành phi, câu đối, v.v. Cái vị trí đặt lọ hoa trên bàn thờ đúng và chuẩn được thể hiện ở cái hình vẽ sau. Quý vị nhìn lên màn hình để theo dõi. Còn nếu mà bàn thờ gia tiên mà có diện tích lớn thì ta sẽ sắp hai lọ hoa ở hai bên để cho cân xứng. Đến ngày rằm mùng 1 hay là đến ngày cúng kiếng gì đó thì gia chủ cắm hoa tươi lên để dâng ông bà thần Phật cùng gia tiên. Thứ 4 là vị trí đặt lọ hoa và một số điều cần lưu ý trong cái việc thờ cúng. Bên cạnh cái việc biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ gia tiên ấy, thì gia chủ cũng cần phải biết được những cái điều lưu ý sau. Lọ hoa đặt trên bàn thờ không thể thiếu cùng với các phụ kiện như là bát hương, đỉnh đồng sẽ tăng thêm cái sự linh thiêng, sự trang trọng cho cái không gian thờ cúng. Nếu bàn thờ treo nhỏ thì nên dùng một lọ hoa để một ống hương ở phía bên đối diện. Đấy. Nếu nhà có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng hoặc là lớn hơn. Đấy. Trang trí nhiều hơn với nhiều cái nguyên tắc là đối xứng và cân bằng. Ngoài ra, gia chủ khi lựa chọn các loại hoa ấy, thì không chỉ cân nhắc đến cái việc là đẹp mắt mà còn phải chú trọng đến cái sự vững chãi, sự an toàn và cái chất lượng. Đồng thời bày biện sao cho cân xứng thì bàn thờ mới đẹp và không bị lệch để đảm bảo cái giá trị tâm linh đột tốt nhất. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về việc sắp xếp lọ hoa trên bàn thờ thế nào cho đúng, đặt ở bên nào. Đấy, hy vọng qua những cái kiến thức này thì cũng sẽ giúp cho các bạn phần nào trả lời được câu hỏi là lọ hoa trên bàn thờ được đặt ở bên nào là đúng. Đấy. Và thêm nhiều các kiến thức về phong thủy tâm linh bổ ích, cũng như là cái vị trí bày đặt sắp xếp bàn thờ gia tiên làm sao để cho được may mắn, tài lộc cho cả gia đình. Quý vị thân mến, bên cạnh các loại hoa mang tính chất thiêng liêng và phù hợp để trưng bày trên bàn thờ, thì ngược lại có một số loại hoa tuyệt đối không nên trưng bày trong cái việc thờ cúng. Bởi cái ý nghĩa của chúng có thể không tốt, thậm chí là có một sự xúc phạm đến thần linh, phá vỡ đi cái sự trang nghiêm của đấng tối cao. Đó là những loại hoa nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Thứ nhất là hoa ly. Hoa ly là loài hoa không nên bày trên bàn thờ dâng Phật, gia tiên cũng như là thần thánh. Vì cái sự ly tán, vì cái sự chia ly như cái tên của hoa của nó. Hơn nữa, đây là loài hoa quá rực rỡ, lại có mùi hương thơm đậm. Thần Phật thì chỉ nên dâng cúng cái hoa có màu sắc nhã nhặn, có hương thơm dịu nhẹ, thanh tịnh. Hoa ly nếu mà trang trí trong nhà thì được, còn khi mà dâng lên bàn thờ thần Phật gia tiên thì các bạn cũng không nên. Đó là hoa kiêng kỵ đầu tiên. Thứ hai là hoa nhài. Hoa nhài thì được biết tới với cái vẻ đẹp thanh khiết và cái hương thơm bền lâu, nhưng lại là cái loài hoa mà không nên đặt trên bàn thờ. Bởi tích xưa truyền lại, có đôi trai gái bị gia đình nghiêm cấm cản, nhưng mà đêm đêm lại lén hẹn hò nhau dưới gốc hoa nhài. Cái chuyện bị phát giác và họ cùng nhau lao xuống sông để tự tử. Từ đó hoa nhài là loài hoa của cái sự không đứng đắn và gì và nghịch cảnh. Vậy nên chúng ta cũng không nên đặt trên bàn thờ. Hơn nữa, trong dân gian vẫn có câu là gì? Bông hoa nhài cắm bãi. Đấy. Vậy nên là chúng ta cũng, nó cũng không được thanh khiết, không được thanh tịnh. Vậy nên mỗi lần nghĩ đến nó thì nó cũng mang nhiều cái uế, tà uế. Vì thế mà chúng ta không nên cắm trên vào bàn thờ vào những ngày rằm mùng 1. Thứ ba là hoa phù dung. Hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại gì? Mau tan. Có nhiều cái tích không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng, tổ tiên hay là đặt trên bàn thờ Phật. Tích rằng hoa phù dung ấy vốn là tiên nữ trên trời, đem lòng yêu thương chàng đồng tâm dưới hạ giới. Nên là trái lại cái thiên quy, trốn xuống, sống cùng với chàng, chẳng may bị trời phát hiện, bắt lại, trải qua bao nhiêu cái đau đớn. Có một lần về tìm lại người yêu ấy, thì chàng đã có người, con gái khác, đau lòng, phù dung tàn héo rồi chết, mọc thành một cây hoa. Từ đó hoa phù dung là loài hoa tuy đẹp, nhưng lại mang cái sự đau buồn, không nên đặt trên bàn thờ, đặc biệt là những ngày rằm mùng 1. Thứ tư là cấm kỵ cúng cái hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Nên chọn hoa tươi dâng cúng tổ tiên vào ngày rằm, ngày mùng 1 cũng như ngày Tết. Không nên chọn mua hoa giả hay là hoa nhựa. Theo quan niệm của người xưa cho rằng những gì mà không phải là đồ thật thì tương đồng với sự giả dối. Dâng hoa cúng tổ tiên là nét đẹp trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam.
Vì vậy, tốt hơn hết là nên cắm những loại hoa tươi trên bàn thờ. Hành động này biểu hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu với tổ tiên. Hơn nữa, hoa tươi dù khó chăm sóc hơn nhưng lại đẹp hơn là hoa giả rất nhiều. Thứ năm, một vài lưu ý cho gia chủ khi mà thờ cúng hoa tươi trên bàn thờ. Quý vị hãy cố gắng chọn lựa kỹ càng từng bông hoa cúng. Không nên chọn những hoa có dấu hiệu tàn héo, không chọn những hoa đã gãy hoặc là nở quá to, mà chỉ nên chọn những bông hoa chớm nở. Tiếp theo là phải đặt cái hoa sao cho cân đối. Bởi bàn thờ là nơi tôn nghiêm, nên đặt hoa trên bàn thờ cũng cần phải tính đến sự cân đối. Không nên đặt lọ hoa quá to, quá cao trên bàn thờ, khiến cho các đồ thờ nó bị gì che khuất. Hoa mà đặt trên bàn thờ thì cũng không nên kết hợp quá nhiều loại hoa với nhau, vì sẽ làm mất đi cái vẻ thanh tao, trang nhã và cũng giảm đi cái tính thẩm mỹ của hoa. Quý vị thân mến, cái việc lựa chọn những cái loài hoa phù hợp với cái không gian thờ cúng để giữ được cái tinh thần trang nghiêm và đảm bảo các yếu tố phong thủy vốn đã quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn là gia chủ phải thành tâm cầu khấn. Cùng với đó, các bạn hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, hành động hướng thiện, thì vận mệnh mới có thể thay đổi tốt lên được. Từ đó sớm có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an. Như vậy, tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa tốt lành nên cắm trên bàn thờ, cũng như những loại hoa kiêng kỵ chúng ta không nên cắm trên bàn thờ ngày rằm mùng 1 cũng như là ngày Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.